Ok, hello anh em, gọi là em Kiên đã. Em Kiên rất vui vì đã gặp được các anh các bác cuối tuần này ha. Trong cuối tuần này thì em Kiên sẽ đưa các bác đến một đại kỷ nguyên của dòng M51 ha. Nói vui vậy thôi chứ hôm nay em sẽ mang lên giới thiệu với anh em hai chiếc áo M51. Anh em biết không, từ cái niên hạn mà trong cái khoảng mà từ dòng của những dòng M51 thì nó chỉ rơi vào tầm mười mấy năm thôi, nhưng mà đa số là các bác các anh rất là thích dòng M51, tại vì thứ nhất là nó hiếm mà để kiếm được một con đẹp thì thật sự là nó hiếm, còn những cái con mà của cũ hàng tiền thì em không có nói tới, tại vì cái thứ nhất là các bác thích đó, là từ cái thứ nhất là về giá trị sưu tầm nè, cái thứ hai là về chất liệu vải nó dày, nó đanh mà nó lại hơi bóng nha anh em. Rồi hôm nay em Kiên sẽ mang lên giới thiệu với anh em hai chiếc áo, một chiếc là đời đầu của dòng M51 1951, 1952, và một chiếc được gọi là trùm cuối cùng, đời cuối cùng 1964 của dòng M51 nha anh em. Không làm mất nhiều thời gian của anh em mình nữa, em Kiên sẽ chính thức bước vào siêu phẩm ngày hôm nay nha. Dạ rồi, đầu like em Kiên sẽ lên sóng giới thiệu với anh em một cụ đến từ năm 1952 đến ngày hôm nay, cụ đã 70 năm tuổi đời rồi, nhưng mà về cái độ quyến rũ của cụ thì cực kỳ đẹp nha anh em. Đây anh em mình xem ha, trên tay em Kiên đang cầm là một cái chiếc áo M51 được sản xuất vào năm 1952 ha. Khi mà anh em mình thấy không, đặc tính của những cái dòng M51 á, anh em mình để gần cái phần ánh đèn á thì nó sẽ hơi chiếu ha, nó hơi bóng và cái phần chất vải của nó cực kỳ đanh nha. Về dòng áo M51 này á, nó sẽ giống như những cái dòng M65 vậy á. Đối với những dòng mà M65 mà lưu kho thì bình thường nếu anh em mình sẽ thấy á, là nó họ sẽ luôn luôn có những cái tag trắng và phần tay nè và phần nắp túi ha, thì thằng này nó cũng sẽ y chang như vậy, nhưng mà những cái dòng đời đầu, những cái niên hạn đời đầu của dòng M51 á, nó sẽ không có sử dụng hệ tem giấy ha, nhưng mà họ xài hệ tem in. Thì trên những cái phần tay nè và phần nắp túi, tất cả những tem in của họ vẫn còn nguyên hết nha. Đây nè, em Kiên sẽ cho anh em mình xem về cái phần tay trước ha. Đây, đó. Tất cả những mã mộc vẫn còn nguyên hết nha anh em. Đây, anh em mình thấy không? Một điểm nữa ha. Trên cái chiếc áo này, 6 mã mộc vẫn còn nguyên zin hết nha. Hai điểm nè ha. Đây. 3 điểm nè. Rồi. Đó, anh em mình thấy không? 4 điểm nè. Rồi, 5 điểm nè. Rồi, đây, anh em mình thấy không? 6 điểm, đó, tất cả 6 mã mộc thùng vẫn còn nguyên hết ha. Chiếc này là những cái niêm hạn đời đầu á. Cho anh em nào, chiếc này thì rơi vào tầm cái size trung bình ha, size small regular. Cho anh em nào có số cân nặng cái tầm 65-70kg, cao tầm 1m7 quay đầu là sẽ sử dụng được cho em ha. Và độ mới của cái chiếc áo này em Kiên dám khẳng định với anh em là 97% nha. Rất là mới, vẫn còn sở hữu được một cái chất màu xanh ngọc rất đẹp nha. Đây anh em mình xem nè. Chiếc này thậm chí anh em mình về, anh em mình chưng thôi nó cũng đẹp nữa ha. Vẫn còn sở hữu một cái chất màu xanh ngọc. Đối với những cái niêm hạn đời đầu của dòng M51 á, thì họ sẽ không sử dụng hệ khóa nhôm hay là khóa đồng như là những cái hàng áo M65 thông thường ha, mà họ sẽ được sử dụng hệ khóa là hợp kim máy bay, hay anh em mình thường gọi nó là titanium á. Và những cái hàng khóa titanium hàng của cái hàng round nè, anh em mình coi về cái chân khóa của nó nè, mới chát luôn. Đặc tính của những dòng khóa nhôm này thì nó cực kỳ đắt đỏ ha, và nó cực kỳ cứng nha anh em. Và về cái độ bền của những cái hàng khóa nhôm thì anh em mình tính 70 năm tuổi đời mà về cái khóa của nó kéo nhẹ nhàng như vậy thì anh em biết được cái độ cứng của nó tới cỡ nào rồi ha. Rồi, đây nè, anh em mình xem nè ha. Tất cả mọi thứ của cái chiếc áo này hầu như là đẹp, đẹp lung linh hết. Đây nè, tất cả mọi thứ luôn ha. Đó nè, anh em mình thấy không? Nó sẽ có một cái độ chiếu ha. Rồi, đây, anh em mình coi vào cái phần chân khóa của cái chiếc áo này nè. Hầu như là mới tinh luôn nha. Đây, feel là feel đỏ ha. Những cái dòng áo này, những cái dòng niêm hạn đời đầu á, thì họ đa số là sử dụng toàn là feel đỏ không à. Size là size small regular nha. Hệ dòng tem in ha, lót là lót bublin. Đây anh em mình xem nè, về cái bản hướng dẫn sử dụng là vẫn còn nguyên hết ha. Đây nè, chiếc này là được sản xuất vào ngày 7 tháng 12 ha, ngày 7 tháng 12 năm 1952 ha. Đây
Đây nè anh em mình thấy không? Rồi siêu đỏ nè. Và ngay cả trên những cái cúc này nè, bình thường á thì những cái dòng M665 á thì họ chỉ dập chữ dot thôi. Còn những cái hàng mà M51 đời đầu á thì họ anh em mình sẽ thấy là họ sẽ dập những cái chữ mà Scoville ha, dập rất thô. Đây anh em mình thấy vì những cái thô này nó mới ra những cái sự nguyên bản và chân chất của nó ha. Đây nè anh em mình sẽ thấy được cái chữ Scoville đồng ha, dập cực kỳ rõ luôn, cực kỳ rõ ha. Đây rồi tổng thể chiếc áo này hầu như là đẹp, rất đẹp nha. Nhưng mà nó sẽ có một điểm là hồi em Kiên sẽ show ra cho anh em mình xem ha. Cái điểm này thì em nghĩ là anh em mình sẽ chấp nhận được. Nó chỉ bị một cái chấm bị, nó không phải lỗi anh em, mà nó hơi bị gọi là hơi bị đã nó cái điểm này á thì đã được xử lý rồi ha. Khi mà em mua về thì đã được xử lý rồi nè. Anh em xem ở phần bên mép, bên lót, bên trong sườn này ha thì nó hơi bị một cái dấu nhỏ này. Anh em mình thấy không? Một cái dấu nhỏ xíu, một như một cái hạt gạo thôi ha. Một cái chiếc áo 70 năm tuổi đời rồi nhưng được nó và nó vẫn còn giữ được một cái nét đẹp như vậy thì cực kỳ đẹp anh em, cực kỳ đẹp luôn ha. Anh em mình coi về cái phần cổ nè. Đó, rất là đẹp ha. Bây giờ em Kiên xin phép em Kiên mặc lên thử cho anh em mình chiêm ngưỡng ha. Đây chiếc áo này phải nói đẹp cực kỳ luôn. Về phần tay tất cả những mã mộc vẫn còn nguyên hết nha. Đấy rồi em là 80kg, đâm ra em mặc chiếc áo này thì nó hơi bị ôm anh em. Em là nếu mà để dòng nói về dòng M51 thì em mặc size medium thì nó ok hơn ha. Chiếc áo này sẽ cho anh em nào có số cân nặng có tầm 65-70kg, cao tầm 1m7 quay đầu. Độ mới của cái chiếc áo này là 97% nha anh em. Cực kỳ mới, được sở hữu một cái chất màu xanh ngọc ha, cực kỳ đẹp ha. Rồi, đứng lên cho anh em mình coi nè. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Rồi tất cả những dây rút, tất cả dây rút vẫn còn nguyên zin hết nha. Anh em mình coi nè. Dây rút trong, dây rút ngoài vẫn còn nguyên hết nha. Chưa có tình trạng gọi là bị bể gì hết. Rồi, chiếc áo chất vải đanh đẹp, chỉ bị một cái lỗi duy nhất hồi nãy em Kiên show cho anh em là cái chấm ngay cái hạt gạo thôi ha. Độ mới là 97%, sở hữu một cái chất màu xanh ngọc. Chiếc này ngày hôm nay sẽ có giá trị sưu tầm tương đối khá cao, đâm ra anh em mình có thể nên cân nhắc giùm em ha. Chiếc này anh em nào 65-70kg, cao tầm 1m7 quay đầu sẽ sử dụng được cho em. Chiếc này sẽ có mức giá là 6.500.000 anh em. 6.500.000 để anh em mình có thể sở hữu được một cái chiếc áo M51 được sản xuất đầu đời năm 1952 ha. Chất màu xanh ngọc đẹp, cực kỳ đẹp luôn ha, rất đẹp. Chiếc áo này phải nói rất đẹp, không có gì để anh em mình chơi hết ha. Quan trọng là anh em mình ưng và chốt thôi. Rồi, mức giá 6.500.000. Anh em nào quan tâm thì có thể nhấc máy lên alo trực tiếp với em ha. Rồi bây giờ em Kiên sẽ xin phép em Kiên đo về cái thông số của cái chiếc áo này cho anh em mình xem để mà anh em mình tham khảo ha. Rồi chiếc này sẽ sở hữu chiều vai, em Kiên nghĩ là vai chiếc này cũng phải 48-50 á. Đây. Vai chiếc này sẽ rơi vào tầm chính xác 50. Vai chiếc áo này sẽ rơi vào tầm 50 ha. Chiều dài của chiếc áo này sẽ rơi vào tầm 78 anh em. 78 ha, chiều dài khá là đẹp ha. Chiều dài 78, vai 50, lưng 78 và tay là 66 nha. Anh em nào có chiều cân nặng 65-70kg, cao tầm 1m7 quay đầu là sẽ sở hữu được cho em Kiên siêu phẩm này nha. Siêu phẩm đời đầu năm 1952, độ mới 97%, lỗi một chỗ duy nhất là hạt gạo thôi ha. Tổng thể chiếc áo này là không có gì để anh em mình chơi hết ha. Vì những cái hàng lưu kho này thì nó vẫn còn một cái tem lụa nguyên zin. Cái niêm hạn là những cái niêm hạn 6X á. Nội cái tem này không bằng ngày hôm nay cũng phải là 300-400 ngàn cho một tem này rồi á. Rồi, anh em nào quan tâm thì có thể nhấc máy lên. Chiếc áo này sẽ có mức giá là 6.500.000. Nhấc máy lên, alo trực tiếp với em để em Kiên được hỗ trợ tư vấn thêm cho anh em nha. Tiếp tục em Kiên sẽ lên thêm cho anh em một cái chiếc áo chùm cuối ha. Anh em mình hay gọi nó là chùm cuối á, là một cái chiếc áo đời cuối cùng của dòng M51 trước khi bước qua một kỷ nguyên của dòng M65 ha. Đây, em Kiên xin phép em Kiên sẽ treo cái con áo này lên để mà cho anh em mình xem được cái chất màu ha. Dạ rồi, tiếp tục nữa em Kiên sẽ lên sóng giới thiệu với anh em
một cái chiếc áo M51 dòng chùm cuối ha, tức là đời cuối cùng trước khi bước qua một kỷ nguyên của dòng M65. Chiếc áo M51 này là được sản xuất vào đời cuối cùng là đời năm 1964 ha. Đối với những cái niêm hạn mà đời cuối cùng á, hoàn toàn nó về hình thức thiết kế nó cũng sẽ khác rất rất nhiều so với những cái niêm hạn đời đầu. Thứ nhất là anh em mình thấy không, về cái màu của những cái niêm hạn đời đầu, anh em mình sẽ thấy được một cái chất màu xanh ngọc rất là xanh nha. Còn những cái niêm hạn mà về gần sau á thì cái chất màu nó sẽ không có còn xanh hơn nữa, nhưng mà về cái độ bóng vải á, nó vẫn bóng ha. Nó khác thêm một điểm nữa là chiếc này là đời ba tem to, đời năm 64 ha. Đời ba tem to lót là lót rời, lót bubbling rời ha. Và cái phần tay của họ sẽ những cái phần cúc này nè, nó sẽ thay thế hoàn toàn giống như một cái con áo M65 rồi đó. Đây nè, nó sẽ xài hệ cúc là cúc này ha, thay vì là cái cúc dẹp. Tay vẫn còn rất là đẹp ha, chưa có tình trạng gọi là bị bể ha. Những cái áo mà anh em mình thấy hầu như là những cái dòng M51 á, khi mà anh em mình mua đa số là cái phần tay này nó sờn hết à. Những cái tay này hầu như còn rất là đẹp ha, những cái niêm hạn chùm cuối. Rồi, chiếc áo này là được sử dụng hệ khóa là hệ khóa của Kuma ha. Cái răng của hàng Kuma á, nó để mà nói về cái bản răng của hàng Kuma ha, nó cũng gần tương đương với lại cái thằng Talon vậy á. Đây, khóa kéo cực kỳ nhẹ luôn. Kéo cực kỳ nhẹ nha anh em. Rồi, đây, chiếc áo này là size của nó là size X small regular ha. Size X small regular cho anh em nào có số cân nặng cỡ tầm 55 đến 60kg, cao tầm 1m65 quay đầu là sẽ sử dụng được cho em ha. Rồi anh em mình xem về cái phần tem ở phía bên dưới ha. Đây, trước khi cho anh em mình coi về cái phần khóa nè. Về phần chân khóa vẫn còn rất là đẹp ha. Đây, chân khóa của cái chiếc áo này thì hầu như vẫn còn rất là đẹp ha. Rồi, đây, cúc nè, vẫn có dập chữ Scoville ha. Rồi, đây, các bác coi giùm em ha. Về bản tem hướng dẫn sử dụng, và đây là đời 3 tem ha, thì nó sẽ có một cái mã số hợp đồng và kèm theo năm của nó là đời năm 1964 ha. Đây nè, anh em mình thấy không? Đó, đời năm 1964 nè ha. Rồi, và cái chất tem của chiếc áo này thì còn như hầu như là sạch sẽ ha. Đời lót tem rời và là túi bố ha. Túi bố gạo ha. Đây nè anh em mình coi nè, cái túi bố gạo thì còn hầu như rất là sạch ha. Rồi, size X small regular, độ mới là 93%, quay đầu ok chưa. Rồi, tổng thể chiếc áo này là màu đều, không lỗi lầm, không thủng rách ha. Chiếc áo này sẽ sở hữu chiều vai của chiếc áo này sẽ rơi vào tầm vai chiếc áo này sẽ rơi vào tầm 43 nha anh em. Vai sẽ rơi vào tầm 43. Chiều dài lưng của chiếc áo này sẽ rơi vào tầm 74. Vai 43, lưng 74 và tay sẽ rơi vào tầm 60. Đó. Rồi, chiếc áo này ngày hôm nay sẽ có mức giá tương đối hợp lý. 4 triệu nha anh em. 4 triệu để ngày hôm nay anh em mình kiếm được một cái chiếc áo này mà rơi vào một cái dòng áo mà đời cuối cùng, mà rơi vào cái size X small mà size nhỏ nữa thì nó không phải chuyện dễ. Rồi, anh em nào quan tâm về cái chiếc áo này size nhỏ, nhấc mở lên alo trực tiếp với em Kiên nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, mức giá 4 triệu. Ok chưa? 4 triệu, cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Tiếp tục nữa em Kiên sẽ lên sóng giới thiệu với anh em về những cái dòng áo pilot hàng chục có phát nha.